Dãy ngân hàng vẫy con nha các bạn ha. Hello anh em nha. Theo Hào được biết thì hôm nay là ngày Tết Trung Thu đúng không các bạn? Thì Hào xin chúc tất cả các bạn đã theo dõi kênh Trung Thu với bên tay của Hào là một đêm Trung Thu cùng với gia đình thật là vui vẻ và đầm ấm thôi các bạn ha. Tại vì dịch hiện nay thì chắc không có thể đi ra ngoài vui chơi được rồi. Thì mình anh em mình ở nhà với gia đình với cái mâm cơm anh em an toàn vượt qua mùa dịch là vui vẻ rồi các bạn ha. Chứ đâu cần phải nhất thiết phải ra ngoài này nọ đúng không? Thì hôm nay thì Hào có quay video, hôm nay Hào nguyên buổi sáng, Hào dành nguyên buổi sáng để quay video cá cho anh em lựa ha. Tại vì bây giờ thì có thể ship liên quận được rồi, Hào sáng giờ cũng ship được mấy đơn ha. Thì vẫn giao an toàn thành công. Thì hôm nay Hào quay khoảng từng hơn 50 con cá trống, đủ loại, cá dòng ha. Thì anh em có thể theo dõi video sau để chốt mã số và nhắn tin cho Hào qua Zalo ha. Tại vì các bạn nên nhắn Zalo đi, Hào dễ theo dõi hơn ha. Rồi mã số thì Hào có ghi dưới, Hào ghi theo kiểu mà ngày, ví dụ M hôm qua các bạn có xem video của Hào thì các bạn sẽ thấy là em hôm trước với M19 xong rồi gạch ngang với là mã số 19, tức là cái ngày của cái tháng đó ha các bạn ha. Rồi sắp tiếp theo là mã số, hôm nay Hào sẽ bắt đầu theo đặt mã số là M20, nhưng hôm nay 21 hay 22 vậy Hào quên rồi, 20 21 gì đó. Thì Hào sẽ đặt thêm mã số kiểu này, các bạn cứ nhấn thêm mã số đó dù kèm với cái mã số luôn là Hào biết là các bạn đặt con gì ha. Rồi ok, bây giờ mời các bạn theo dõi cá nha. Hello anh em nha, đây là một con Corex Cooper size to nha các bạn ha, đuôi tia. Con này là loại nhiều vảy nha các bạn ha, nó không phải là Galaxy. Con này Hào bán giá mềm cho anh em về phối chơi, thích cooper. Rồi tiếp một con coi bắp red Galaxy cực kỳ đẹp nha các bạn ha, vảy sáng nha, cực kỳ gấu luôn các bạn ha, giáp mặt kéo tới lưng luôn. Giờ là Hào nha. Rồi một em này là coi cái Galaxy nha các bạn ha, chị sung luôn. Tiếp theo là một con coi Black Red Galaxy nha các bạn ha, vảy Galaxy cực kỳ đẹp nha các bạn ha.
sáng, rõ, phân mảng đều luôn. Anh em nằm ở đây bóp da đầu hàng nha. Tiếp theo là một con coi gáy Galaxy nha các bạn ha, đuôi tia. Đằng sau viền đuôi của nó bị răng cưa nha các bạn ha, Hằng nói trước nha. Anh em mà thích con này vảy, con này rất là đẹp, vảy sáng. Có vảy xám xi măng luôn nè các bạn thấy không? Vảy chi đều. Đó. Anh em nào coi kỹ cái đuôi đằng sau của nó bị răng cưa đó ha. Hằng nói trước cái con này đã bị vậy đó. Anh em phải coi kỹ nha, mua về các bạn đừng có thờ là cái đuôi nó bị hư này nọ ha. Cái này họ đã quay rõ ràng cho các bạn cùng xem rồi nha. Vảy rất là đẹp nha các bạn ha. Con này lòng giống đường nè. Đỏ tươi luôn, phun màu luôn. Anh em làm quá nên bốc cho nó nào nha. Rồi, kiếm một con lắc Deadpool nha các bạn ha. Con này là nó thiên về lắc lưu nhiều hơn, nhưng mà nó nằm trong bài correct nha các bạn ha. Phun màu hết. Con này thuộc dạng size Juninho nha các bạn ha. Size nó nhỏ nha các bạn. Có giáp đầu, nhìn nó giáp đầu trắng, nhìn nó gấu lắm các bạn ha. Anh em nào mới nên bóp Zalo hộp với phần mô tả nha. Rồi tiếp một con là coi gáy Galaxy nha các bạn ha. Đuôi ti ánh metallic cực đẹp nha các bạn ha. Nhìn ti chi rất đều nha các bạn ha. Quay lưng quay hậu đều chi đều đã lắm. Con này nuôi thêm thời gian sẽ nổi thêm Galaxy lên nữa. Có hai cái mình nó còn Galaxy nổi lên từ từ không. Anh em làm quá liên bước vào lô hàng nha. Rồi tiếp một em Nemo Multicolor. Lên tay bơi luôn cực đẹp. Con này size chung. Giáp full đầu kéo lưng luôn, nhìn đấu lắm. Thấy tay bơi lên màu không? Con này lòng giống ok nè các bạn ha. Phương chuẩn bài luôn rồi nha. Nên là mới đi móc cho lô hàng nha. Hello anh em, đây là một con coi gáy Galaxy tiếp. Đôi tia hai má trắng nhìn xề ra gấu lắm. Galaxy vảy trắng vảy xanh, nhìn thấy không? Rồi tiếp theo con khác nè. Rồi tiếp một em Nemo Galaxy có vảy xám xi măng ngay phần gấp đuôi nha các bạn ha. Màu lan lên tay bơi nha các bạn ha. Đây là full màu rồi đó. Rồi tiếp con khác ha. Rồi tiếp theo là một con coi ghép nha các bạn ha. Coi ghép Galaxy nha. Nhưng mà con này nó lai vô cái màu xanh lá mạ rất là đẹp nha các bạn ha. Các bạn thấy không? Đỉnh đèn, ánh đèn, các bạn mở đèn lên sáng lên rất là đẹp. Con này nó còn bung nữa. Anh em mình thích thì inbox cho Long Hào nha. Con này bị lỗi nha các bạn ha. Con này là hàng tặng nha các bạn ha. Anh em là mua trên hai con chứ nên họ tặng con này ha. Nhưng mà cái đuôi nó bị lỗi xíu rồi. Mua về ngắm chơi được. Cái này là họ tặng. Rồi kiếm một bé hàng độc lạ nha các bạn ha. Nó nằm trong bài coi gáy Galaxy nha. Nhưng mà nó full vảy xanh. Đuôi xanh. Giáp mặt luôn, kéo tới lưng cực kỳ gấu.
dưới dài, chia ra hai mảng màu cực kỳ đẹp luôn. Hai bơi màu đen nghe lên đẹp lắm. Anh em con này gấu lắm, lạ nữa. Anh em mà thích sưu tầm thì lấy con này nè. Tiếp một em cô gái Galaxy nha các bạn ha. Con này cái bay lưng của nó bị gách chút xíu nha, do hầu lúc mà để kế bên nhau cái hộ nó không biết sao nó nhảy xuống hay sao á, nhảy vô chung một cái hũ á thì nó đá gách bớt. Con này thì họ sẽ bán giá mềm lại cho anh em chơi, anh em về được lại ha anh em. Tiếp một em cô giá Galaxy full màu 7 đô nha các bạn ha. Con này giống chuẩn bài luôn nha các bạn ha. Thấy không? Thấy 7 đô dưới không? Anh em làm mới nên bóc hào nha, con này làm giống được nè. Tiếp một bé con này là Nemo Candy Yellow nha các bạn ha. Con này là cái nền Yellow nha các bạn ha. Anh em nào muốn chơi Nemo Yellow lấy con này làm giống. Lấy cái Yellow nền Yellow của nó các bạn thấy không? Dưới là full phẩy Vansi cực kỳ đẹp nha các bạn ha. Ở trên là giáp đầu, full giáp đầu, đẹp đã lắm. Anh em nào mến thì móc Yellow hào con này liền nha, làm giống cực tốt. Tiếp một em coi cái Galaxy nha các bạn ha. Tiếp là một con Nemo Galaxy nha các bạn ha. Cam tươi cực kỳ đã, cam sáng. Đây làm giống đúng bài luôn các bạn. Bây lên màu tay bơi luôn. Anh em đừng quá nên bóp ra đâu hào nha. Tiếp một em Nemo Galactic Galaxy nha các bạn ha. Full màu luôn. Em coi đến Galaxy full tay bơi nha các bạn ha. Còn bên tay bơi đỏ, bên tay bơi đen nha. Tiếp một em VIP nha các bạn ha. Coi giá Galaxy 7 Gold. Gãy ngân hà 7 Gold nha các bạn ha. Con này đáng sưu tầm rồi các bạn ha. Anh em nào mới nên inbox Zalo hàng nha. Tiếp một em coi cái Galaxy này các bạn ha. Giáp đầu, lên tay bơi luôn. Tiếp một em coi cái Galaxy thiên về bản xanh nha các bạn ha. Ai thích bầu trời xanh thì chơi bé này. Full màu, form to luôn, đuôi móc xê nha các bạn ha, cực kỳ gấu. Kỳ xuống luôn các bạn ha. Tiếp một em là coi cái Galaxy nha các bạn ha. Full màu, lên tay bơi luôn, kỳ gấu. Tiếp một bé là Yellow Fancy Cooper, hàng chuẩn sai giống nha các bạn ha. Con này họ để dành làm giống,
là một cái thôi à, là bán. Anh em là mới anh em bóc và lấy con giống này về. Tiếp một bé cô gái Galaxy nha các bạn ha. Màu đỏ đã luôn. Tiếp một bé cô gái Galaxy nha các bạn ha. Có 7 rồi nha các bạn ha. Nên là mới nên bóp lòng giống con này được nè, lấy 7 rồi của nó. Đây là một con Kodak Galaxy 7 mảng nha các bạn, đầu tia full màu nha các bạn ha. Giáp full đầu luôn, ngay trán ngay má đều có giáp hết. Mình đấu lắm. Người thiên về 7 xanh nhiều hơn các bạn ha. Chào anh em nha, đây là một con coi Black Red Galaxy nha các bạn, 7 trắng sáng. Một bên giáp mặt cực cấu luôn nha các bạn, con này là nhận được đấu đó. Full màu luôn. Sơn to, đầy đủ hết. Anh em là thích thì em nốt giao đồng hành nha.
Rồi tiếp theo là một con Nemo Galaxy nha các bạn ha. Nemo Blackfish Galaxy đuôi tia. Tôm chuẩn làm giống luôn các bạn ha. Con này đem về cày cái này từ hú phơm lên khoảng vài ngày à, nên nó kẹt còn hơi ấy. Mang về cho nó kẹt thêm nó bung còn đã nữa. Full màu nha các bạn ha. Hello anh em nha, bây giờ mình sẽ quay một số máy cho anh em chơi nha. Con này Corex Cooper nha các bạn ha. Con này bán giá mềm cho anh em chơi thôi. Giá cả dưới màn hình các bạn nha các bạn ha. Con này Corex Cooper luôn các bạn ha. Con này là anh em là thích chơi Black Nemo nha các bạn ha. Black Nemo Galaxy nha các bạn ha. Đuôi xệ cực đẹp luôn, ánh metallic full màu. Con này là làm giống mà đúng bài nha các bạn ha. Tiếp một con. Con này là Nemo. Nemo Blackfish. Con này là Nemo Cooper mà loại full 7 nha các bạn ha. Giá cả nó mềm hơn. Đó, tôm trứng luôn rồi các bạn ha. Nên là thích thì mua về. Tiếp à con này. Nemo Galaxy. Màu sáng tươi luôn nha các bạn ha. Full màu. Đó, ha. Tôm trứng đã luôn rồi các bạn. Kiểu ánh ron luôn á. Con này là Corex Galaxy thường thôi nha các bạn ha. Anh em mà thích tập chơi muốn chơi Corex Galaxy thì lấy con này. À, tiếp một con Red Cooper full 7. Đó. Cái con này là bán rẻ cho anh em chơi. Đó. Con này là Corex Galaxy full màu. Giống được luôn, full màu nha các bạn ha. Con này là Nemo Candy. Tôm trứng đã luôn này. Con này cũng là Nemo Candy Ron luôn nha các bạn ha. Quay hậu với quay lưng là có Ron nha. Con này là con Corex Galaxy. Bảy Galaxy cực kỳ đẹp và kỳ sáng nha các bạn ha. Đuôi xòe full màu nha các bạn ha. Tiếp một con Nemo Galaxy rồi nha các bạn ha. Ngay về lưng của nó không, ngay trên lưng của nó là vảy rồi nha các bạn ha. Full màu nha các bạn. Tiếp một con Corex Galaxy màu tươi full màu cực kỳ đẹp, vảy màu xanh sáng, màu cực kỳ tươi luôn các bạn ơi. Con này quá đã nha các bạn. Tiếp một con này thôi nha. Hôm nay lên vẫy Cooper đã luôn. Mấy ngày không coi, hôm nay quay bán. Hôm nay lên ghê thiệt. Corex Galaxy Cooper nha các bạn. Con này trong bầy Corex Galaxy Cooper Ron của Hào nha. Nó có sẻ máu Ron nha, nó cũng có 1 hay 7 Ron ở trên đó. Con này về là khó đúng bài luôn các bạn ha. Rồi một con Nemo. Nemo Candy nha các bạn ha. Con này là một lon Yellow Fancy Cooper. Vảy Cooper cực kỳ đẹp. Cái Galaxy nha các bạn ha. Vảy sáng full màu. Con coi cái Galaxy tiếp nha các bạn ha. Anh em thích con nào chọn con đó ha. Đó. Ông trứng luôn, căng trứng luôn các bạn ha. Một con Red Cooper
Ông bài ghép cover nha các bạn ha. Nhưng đang gồng trứng đó. Em về form tiếp cũng được. Rồi một con coi ghép Galaxy tiếp. Bước màu. Đây là một con Nemo Galaxy. Có ánh rồi nha các bạn ha. Màu đã luôn. Đây là một con Yellow Galaxy nha các bạn ha. Tiếp, đây là một con Corgi Galaxy. Khuôn màu. Đây là màu đã luôn. Rồi tiếp, đây là một con Nemo Cooper. Tiếp đây là một con Corgi Galaxy mà thiên về vảy xanh nha các bạn ha. Vảy mảng xanh, vảy sọc mảng xanh. Cực kỳ đẹp. Anh em mà thích thể loại này thì lấy con này. Ở đây có một con Nemo, ấy phải. Xin lỗi, Corgi Galaxy Head Moon. Tiếp quán gà luôn rồi. Con này là full màu nha, mái Nemo Head Moon nha, cực kỳ hiếm. Đây, đúng chưa? Đây là một con Gate Cooper Gold trong bài đó, nó không lột, nó full vảy, nó ôm trứng luôn. Anh em nào thích thì đá với con trống Corgi Galaxy hoặc đá với con trống Corgi Cooper mà ít vảy. Con này Corgi Galaxy Gold nha các bạn ha, full màu luôn nha các bạn ha, cực kỳ đã luôn nha. Anh em nào thích thì chơi con này là VIP luôn. Tiếp là một con Corgi Nemo Head Moon Galaxy nha các bạn ha. Con trứng cực kỳ đã luôn nha các bạn ha. Anh em nào thích chơi Head Moon thì lấy con này làm máy nè. Tiếp một con Corgi Galaxy Head Moon tiếp nha các bạn ha. Full màu luôn. Cực kỳ đã nha các bạn ha. Đây một con Nemo Galaxy các bạn ha. Full màu, ôm trứng cực kỳ căng. Tiếp đây là một con Nemo nha các bạn ha. Nemo Galaxy. Con này size nhỏ nha các bạn ha.
Hello anh em nha. Hôm nay rảnh rỗi soạn ra 10 con bán combo nha. Tại vì có một số anh em cứ nhắn tin hàng là có combo nào khoảng 10 con, 20 con. Thì bây giờ họ soạn ra 10 con ha. Để quay cái đồ màu cho các bạn cùng xem ha. Nên về form lại. Có mấy con là chưa lên màu hết, nó khoảng 80% anh em về form lại rồi nè. Có con luôn nè. Anh em thích chơi form mà form con này nè. Rất đẹp. Có tương lai lắm. Đang lên màu. Không thêm một tháng nữa ok. Còn cái canxi. Đây, con này nữa. Rồi, phải sáng lắm. Cũng đang lên màu. Này lên tới 80% màu là còn bụng thôi. Tiếp một con. Con này lên gần full rồi. Con này kè lên đẹp lắm. Cờ dưới là phân ra hai màu rõ ràng nha. Lên tay bơi luôn. Còn con này. Rồi cái canxi nha. Đây nổ đớm. Con lên một tháng rồi cũng bài. Hầu là 10 con này là tốt, con này con kia nha. Size chung, size lớn, size nhỏ đều có nha. Con này size chung nè. Kè đẹp lắm, con này kè bung lên đẹp lắm. Có một con yellow fancy. Fancy Cooper nha các bạn ha. Có hàng là yellow fancy Cooper không nha, không phải yellow fancy không. Có Cooper nè. Có cho một con vào đây là con Corret Cooper nha các bạn. Anh em thích làm chơi thì đập cái con máy Corret Galaxy thử coi sao nó gái gì. Đó. Full Cooper luôn, full vẩy Cooper luôn nha. Còn con này hầu con này nó thuộc dạng kiểu một size to mà nó chưa lên full màu. Anh em về thích chơi size to quá. Thì về xong tiếp ha. Kè xung đã lắm. Cái là chưa lên màu hết rồi. Rồi một con này. Con này form cũng to lắm, con đẹp, con cương. Rước lên cho lên một xem màu ha. Đâu rồi. Đây. Đây. Cương màu luôn rồi. Form to lắm, form vừa bản vừa lớn. Cuối cùng con này là thuộc dạng fancy, thuộc dạng fancy blue. Nó trong bài correct nha, anh em thích rõ gì rồi đó, anh em thích thì mua đó, tất cả 10 con nha anh em. Còn giá cả thì tính bán 10 con này là 400.000 thôi.